Ban chỉ đạo thi quốc gia yêu cầu Lạng Sơn phải chấm thi trung thực. Theo báo cáo của Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn, môn thi ngữ văn, ban chấm thi đã huy động 106 cán bộ, trong đó có 81 cán bộ chấm thi, sẽ chấm 8.636 bài thi. Ban chấm thi trắc nghiệm do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì có 16 người, sẽ chấm gần 33.000 bài thi. Ngày 29 tháng 6, ban chấm thi trắc nghiệm đã làm bắt tay vào chấm thi. Khu vực chấm thi sẽ được Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai thiết bị, phá sóng, điện thoại để đảm bảo an toàn, bảo mật, phòng chấm thi, bảo quản bài thi, phòng nhập dữ liệu điểm thi đều có đủ camera an ninh giám sát ghi hình 24/24, có công an bảo vệ. Tại buổi làm việc với hội đồng thi cùng các ban chấm thi, Ban thư ký tỉnh Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ GD và AM, DT Nguyễn Hữu Độ đã yêu cầu các cán bộ chấm thi tại đây phải chấm thi trung thực, công bằng, khách quan, làm nên kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với các bài chấm tự luận phải đảm bảo chấm hai vòng độc lập, thanh tra phải giám sát chặt chẽ từ các vòng chấm, khâu nhập điểm đảm bảo làm nghiêm túc, không bỏ qua khâu, bước nào. Trong quá trình chấm, cán bộ chấm thi thấy có bất thường phải báo ngay với trưởng môn chấm và trưởng ban chấm thi. Đồng thời, phải chấm kiểm tra các bài thi đạt điểm cao thật kỹ. Ngày mai mùng 2 tháng 7, Hội đồng thi Sở GD và AM, DT Lạng Sơn sẽ khai mạc chấm thi, phổ biến quy chế, biểu điểm và tổ chức chấm chung thống nhất phương án chấm. Bài thi tự luận được làm phách, được chấm hai vòng và chấm chung để thống nhất điểm. Hải Nguyễn, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.